Tại đây, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ thăm khám và kiểm tra sàng lọc ban đầu. Dựa trên đánh giá và tư vấn của các bác sĩ, bệnh nhân sẽ có thêm hiểu biết cũng như thực hiện các siêu âm để có kết luận chính xác về tình trạng bệnh của mình. Theo các bác sĩ cho biết, ung thư đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các loại bệnh ung thư. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường, khiến cho đa số người bệnh chủ quan. Đến khi phát hiện thì ung thư đã ở giai đoạn muộn. Xưa nay thì tôi không có quan tâm mấy cái bệnh này, nhưng mà tôi nghe cái vị người này ảnh hưởng chết người kia thì tôi lo, tôi sợ lắm, tôi bắt đầu lo. Nhưng mà tôi thấy cái chương trình này rất là lợi ích cho tất cả những người mà có cái liên quan đến cái vấn đề thực quản đường tiêu hóa này. Ung thư đã, đang và sẽ là nỗi ám ảnh lớn của sức khỏe người Việt Nam bởi sự ô nhiễm môi trường sống, thực phẩm nhiễm độc và những lối sống thiếu khoa học ngày càng phổ biến như hiện nay. Khi phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp cho bệnh nhân ung thư có thể kéo dài thời gian sống, giảm chi phí điều trị và nhiều lợi ích khác. Tùy vào cái vị trí ung thư thì cái biểu hiện ra ngoài nó sẽ khác nhau. Nhưng nói chung các ung thư đường tiêu hóa thì có một cái rất là bất hạnh, đấy là cái biểu hiện nó rất là mơ hồ, đôi khi là hoàn toàn không có triệu chứng. Bệnh nhân tình cờ phát hiện, và nếu mình đợi các triệu chứng nó rõ ràng lên rồi thì ung thư đa phần là nó đã ở giai đoạn trễ. Như vậy thì mình mới đề cao cái chuyện là phải tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Chương trình khám và tư vấn miễn phí về bệnh lý ung thư đường tiêu hóa sẽ được Bệnh viện Thống Nhất thực hiện từ nay cho đến hết ngày 26 tháng 6. Quý vị khán giả có mua gì ở đâu có thể đăng ký trực tuyến qua hotline, email hoặc đến bệnh viện để được hướng dẫn cụ thể.